Vâng, tôi đang mừng xin chào tất cả các bác nhá. Các bác ơi, hôm nay tôi lại xin được giới thiệu về tất cả những cây thuốc và lấy ở trên rừng về đây này. Đây. Cái mà tôi muốn giới thiệu với tất cả các bác trong buổi gieo ngày hôm nay đó là cái vị thuốc ở trước màn hình của chúng ta đây các bác này, đây đang băm đây nhé. Đấy là một vị thuốc có tên là Thiên Niên Kiện các bạn. Đây là vị thuốc Thiên Niên Kiện các bác nhé. Đấy. Nhưng mà thật sự tôi muốn nói với các bác là chưa có đợt nào mà đi rừng nó lại gặp được những cái vị thuốc mà nó già như thế này, già mà to lắm. Đây. Đây là cái củ Thiên Niên Kiện các bác nhé. Đấy. Đấy bẻ ra là cái đầu của nó có răm răm như thế này. Các bác nhìn rõ không? Đấy. Đấy, củ Thiên Niên Kiện các bác nhé. Toàn những cái củ nó già, nó to, nó dài như này. Đấy. Mùi thơm. Nói chung về cái vị thuốc Thiên Niên Kiện này càng già nó càng tốt các bác. Đấy. Đây. Thiên Niên Kiện có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh xương khớp nói chung các bác nhé. Hỗ trợ bệnh xương khớp nói chung. Xương khớp thì nói chung là liên quan đến xương khớp thì tất cả các bác của chúng ta đều hiểu rồi đó. Đó là như phôi gai, thoái hóa, thoát vị, đĩa đệm, phong tê thấp, tê bì, chân tay, phiêm, đa khớp, dạng thấp các bác nhé, vân vân. Nói chung về xương khớp. Thì cách sơ chế để làm thuốc thì chúng ta lấy đem về các bác nhé. Đây, đem rửa sạch sẽ đi như này. Đấy, về rửa sạch nhé. Sạch sẽ. Đấy. Sau đó chúng ta băm các bạn. Đấy. Băm như này, băm thành lát. Đây, băm thành lát như này các bác nhá. Đấy. Xong phơi hoặc sấy khô các bác nhá. Đấy. Phơi và sấy khô. Để chúng ta kết hợp các vị thuốc khác để chúng ta dùng trị bệnh chứng bệnh xương khớp nói chung các bác nhé. Đấy, 30 lát thôi như này. 30 lát này. Trong một cái răm. Đấy. Đấy. Thiên Niên Kiện các bác nhé. Đấy. Và đây nữa vẫn là vị thuốc quen thuộc mà mấy video trước tôi có giới thiệu, vẫn là võ của cây hoa sữa đây các bác này. Võ của cây hoa sữa đây. Võ cây hoa sữa cũng vị thuốc của xương khớp đây. Đấy. Thoát vị các bác nhé. Đấy. Phôi gai, thoái hóa, thoát vị, đĩa đệm, phong cơ hoa sữa. Đấy. Đấy, cũng lấy về như này xong đó. Đấy, cạo sạch cái vỏ ngoài đi các bác nhé. Đấy, sạch cái vỏ ngoài này. Băm phơi khô, sấy khô. Đấy. Kết hợp các vị thuốc khác để chúng ta dùng trị bệnh. Và đây, xin giới thiệu với các bác. Đây là cái vị thuốc cũng trị về xương khớp. Đây là dây cơm lênh các bạn. Đấy. Cơm lênh hay còn gọi là chân rết các bác nhé. Đây chân rết đấy. Đấy là rừng và nó như này. Đây các bác xem. Cái rễ của nó xù xì, nó bẩn lắm trong rừng. Đây. Rễ của nó xù xì như này. Đấy.
ở vùng tôi hay còn gọi nó là cái dây chân rết các bạn. Đấy, mà nó giống cái chân con rết đấy, giống chân con rết hay gọi là dây chân rết nhé. Đấy, theo cổ truyền thì gọi nó là cái dây cơm lây các bạn. Đấy, đây dừng về và nhặt đấy, cho nó đang nhặt sạch sẽ anh ra như này nhé. Đấy, nhặt sạch sẽ xong bắt đầu băm, băm xong lại vừa rửa đây các này, loại này băm xong rửa các bác nhá, rửa sạch sẽ đấy, xong mới phơi khô. Đấy, phơi sấy khô để chúng ta dùng làm thuốc. Nói chung vị thuốc của cơm lênh chân rết này thì một trong những vị thuốc các bác nhá, một trong những vị thuốc về xương khớp. Đấy, nói chung là có tác dụng là kháng viêm rất là tốt này. Đây, kháng viêm rất tốt luôn. Đây, cái bộ phận lá của nó đây các bạn này. Đấy, lá này nhé. Đây, lá. Lấy cái cành lá cho các bác xem. Đây, bác nhìn rõ rồi. Đấy, đây là cái lá các bác nhé, lá của dây cơm lênh hay còn gọi là chân rết. Đây là cái mặt trên các bác này, mặt trên của lá nhé. Đấy, đây và tôi cho các bác xem cái mặt dưới. Đây, cái mặt dưới của lá đây. Đấy, mặt dưới của lá nhá, cơm lênh chân rết đấy. Đấy, một trong những vị thuốc hỗ trợ điều trị bệnh xương khớp nói chung. Đấy, có tác dụng kháng viêm rất là tốt các bác nhá. Dạng viêm đa khớp dạng thấp này, viêm khớp háng khớp gối này. Đấy, khớp háng khớp gối. Đấy, rất là hiệu quả các bạn, dùng cái loại này rất hiệu quả luôn nhé. Đấy, cực kỳ hiệu quả. Ở nhà thuốc của chúng tôi đã đưa vào sử dụng và điều trị cho rất chi là nhiều bệnh nhân về những cái vị thuốc này. Đây, và đây nữa, trước màn hình của chúng ta đây các bác có thể nhận ra rồi đúng không, một vị thuốc rất chi là quen thuộc đúng không nào, đó là rễ cây mỏ quạ các bác nhé. Rễ cây mỏ quạ hay còn gọi là xuyên phá thạch đây các bác này. Rễ cây mỏ quạ còn được gọi là xuyên phá thạch các bạn nhé. Đấy. Đấy, thì cái bộ phận sử dụng để dùng làm thuốc thì đối với nhà thuốc của nhà chúng tôi thì lấy độc có rễ nhé. Đấy, lấy độc có rễ chứ không bao giờ dùng thân cây. Đấy, thân cây thì bao giờ cái dược tính của nó vẫn thấp hơn cái rễ các bạn. Rễ mỏ quạ xuyên phá thạch, cái vị thuốc này này tôi cũng xin nói với các bác, vị thuốc mỏ quạ xuyên phá thạch này cũng hỗ trợ điều trị xương khớp đó, hỗ trợ điều trị xương khớp, nhưng có nhiều các bác là cũng dùng để ngâm rượu này. Đấy, dùng để ngâm rượu đau lưng mỏi gối. Đấy, cũng hỗ trợ coi như là về cái phần sinh lý đấy nhé. Đấy, có các bác bảo là dùng ngâm rượu để hỗ trợ sinh lý này, nhưng mà ở nhà chúng tôi là chưa có đưa vào sử dụng để dùng về sinh lý cái này. Đấy, tôi cũng qua cái buổi video ngày hôm nay thì tôi cũng có gửi tới tất cả các bác những cái vị và cây thuốc của nhà thuốc chúng tôi ở đây. Đấy, tức là những cái vị thuốc để tôi vừa giới thiệu ấy là chỉ có đặc trị về xương khớp các bác nhé. Đấy, hỗ trợ điều trị về xương khớp nói chung. Muốn xin gửi tới tất cả các bác những ai không may mắc chứng bệnh về xương khớp các bác nhé. Đấy, bệnh về xương khớp thì cũng hãy xin liên hệ qua số điện thoại cũng như là số Zalo các bác nhé, đó là 0976972618 các bác nhé. Đấy, tôi nhắc lại một lần nữa, liên hệ qua số điện thoại cũng như là số Zalo 0976972618 các bạn nhé.